vầy, rồi mình nhét cái sợi dây nơ này vô đó. Như vậy là cái nơ mình nó rất là đẹp luôn nè cả nhà. Mến chào cả nhà, hôm nay mình sẽ cắt và may chiếc áo kiểu thắt nơ khoét giọt nước và tay xếp 4 ly. Mình xin mời cả nhà cùng xem cách cắt may một chiếc áo cổ kiểu nơ. Sao là sơ mi căn bản là mình ra 6 rưỡi, mình xuống 4 phân á, thì cả nhà ra cho mình là 4 phân rồi xuống cái cổ này là 6 phân. Xong rồi cái cổ thân trước thì cái nhà đo ra một là bằng như vậy cho mình, cũng ra 4 phân nè. Nếu mà ra 4 phân mà cái này nó dư thì cả nhà khoét vô một tí xíu nó hay hơn, là cái vai ở thân trước nó sẽ thẳng. Rồi xuống cổ nè, mình xuống 9 phân. Mình xuống 9 phân. Xong mình chia đôi cái này nè, cái này là 13. Mình chia đôi ra được 6 rưỡi, mình gạch xéo. Đây, mình gạch xéo. Rồi mình sẽ khoét cái vật giọt nước á. Mình ủi keo lên. Cả nhà có thể nếu mình bận rộn mình khoét dài ra nó rất là dễ thương luôn nha. Mình khoét cổ thân trước xong rồi mình mở ra, mình sẽ khoét cái giọt nước này. Mình khoét cái giọt nước mình hở đây một phân luôn. Xong mình cắt cái vải xéo nè, 2 phân. Mình viền vào cái này. Mình viền cái giọt nước nè, ngay cái khúc này nè, mình đừng có kéo. Mình may mình để cho cái này nó thẳng luôn. Đây, mình may thẳng xuống. Và tới ngay cái chỗ cong này nè, mình sẽ kéo cái dây vải xéo viền á, mình kéo nó mạnh tay nhưng mà ở dưới á là mình không để nó đùng nha. Đây, mình kéo cho nó thẳng tay một chút, nó thẳng cái dây viền này nè, mình kéo cái thẳng dây viền này nè. Ngay cái vòng cong này nè, còn đường thẳng thì mình sẽ không kéo. Rồi đường này nè, mình sẽ cho nó thẳng, mình không có kéo. Mình may đường chân vịt nhỏ, rồi mình viền, mình cuốn vào. Đây, cắt cái sợi viền này là 2 phân thôi. Cả nhà muốn cái cọng viền nó to thì mình sẽ cắt to hơn. Đến đây thì mình kéo thẳng luôn, mình may nó thẳng qua nè cái vòng cong mà mình để nó thẳng luôn. Rồi mình kéo cái sợi này nó xéo rồi, cái sợi viền mình kéo theo cái vòng tròn giọt nước á. Vừa may mình vừa bẻ vào luôn. Đây, rồi mình đi ủi. Viền xong rồi mình ủi cái chỗ này nó không, nó thẳng nó đẹp nè. Xong rồi cả nhà may cái tay áo. Cái tay áo này thì cửa tay, ví dụ như cửa tay mình 14 thì mình sẽ cộng thêm 4 phân. 4 phân đôi. Cả nhà may cái kiểu tay này rất là dễ và đẹp nữa này nha. Ví dụ như cửa tay này là 14 thì mình sẽ cộng thêm 4 phân. Xong rồi mình sẽ gạch 4 ly. Mình đạp lai trước nha, mình may lai trước. 1 2 3 4. Mỗi một cái này mình cách nhau 3 hoặc 3 rưỡi nha. Xong rồi mình sẽ đạp may như thế này. Đó là cái tay áo nè, đó, xếp ly. Mình bận rất là dễ thương. Cả nhà nào muốn điệu thì mình đính thêm hạt chuỗi đây. Cái áo của khách mình rất là dễ thương luôn nè. Rồi mình hướng dẫn cả nhà pha cổ luôn. Đây cái cổ áo nơ. Mình xếp cái cổ áo lại là nó là 60 phân. 30 nè, chia đôi nó là 30. Rồi mình cắt cộng dây viền. Mình cắt sợi dây viền 60, mình cộng thêm 34 phân nữa đi là 64, để mình làm cái dây thắt nơ.
thì chiều ngang của nó là mình cắt 5 phân rưỡi và mình cắt dài xuống tới 30, ngay đây nè là 5 phân rưỡi. Rồi cái đầu ở đây là mình sẽ cắt to hơn và xéo xuống 8 phần. Rồi mình sẽ ủi đôi lại luôn. Mình ủi sợi dây này đôi, dài là 64, chiều ngang đây là 5 phần. Rồi mình sẽ làm dấu ngay số 34 nha, để mình gắn vô đây và mình may, may chiếc nha. Mình đo nó 34, cái sợi dài này là 34 phân. Rồi mình may chiếc, mình may cái đường may chân vịt 5 ly. Mình sẽ may vòng qua nguyên cái vòng cổ luôn. Cái phía sau cổ này mình may mình hơi kéo, kéo thẳng một tí để cái bâu nó ôm lên, cái sợi dây nơ nó ôm lên hơn. Mình may vòng ra qua giọt nón thân trước rồi mối. Xong rồi thì mình sẽ lộn, mình may lộn cái này, đầu này mình lộn bề trái ra, mình may vòng 5 ly. Khi mình đến gần cái giọt nước này mình sẽ lộn luôn. Đây, cả nhà nhét cái giọt nước này vô cái sợi dây này cho mình. Rồi mình may thẳng. Và mình may khi nào mà mình nhét hết được thì thôi nha. Mình cố gắng mình may. Nhét hết được thì mình rút nó ra như vậy. Mình rút nó ra. Và mình lấy cây mình lộn cái dây nơ ra nha. Đây mình rút ra. Đây. Một bên. Rồi, bên này mình xay lại, mình làm bên này. Mình mở bề trái ra và mình cũng may y như vậy luôn. Tới đây mình cũng may lộn vào, lộn cái giọt nước vào luôn nè, mình gán, mình nhét vào đó, mình cuộn cho nó gọn lại, mình cuốn cho nó gọn lại, mình cuốn lên tới vai luôn, bên đây nó ngắn rồi, mình dỡ ra. Lại lộn cái sợi dây này nữa. Mình rút ra. Rồi còn lại mình sẽ lượt lượt nó vào.
mình lượt hết cái vòng cổ này, cuốn nó vào luôn. Đây, rồi mình sẽ mai lọt khe ở đây nè. Mình lộn, mình mai hai cái cổ này nè, hai cái sợi dây này ra nè. Mình ủi, mình không ủi đường thẳng. Cái này thì mình ủi đường thẳng nha. Còn cái này thì cả nhà phải để như thế này nè, rồi mình ủi đi lên gì. Chứ mình ủi đường thẳng thì cái cổ mình nó sẽ bị dẹt, nó không có ôm ngay đây, nó không có đẹp nha. Nên mình phải ủi nó đi lên như thế này, rồi mình vuốt nó lên vậy nè. Đó, thì khi bận cái cổ nó sẽ đứng và nó thẳng, nó đẹp hơn. Thì mình thắt như thế này nè, từ trên mình lòn nó qua đó, từ ở trên này nè mình lòn cái sợi dây nơ qua, rồi mình đi xuống như thế này và mình xếp nó, mình xếp như vậy. Xếp vậy rồi mình nhét cái sợi dây nơ này vô đó, như vậy là cái nơ mình nó rất là đẹp luôn nè cả nhà. Như vậy là mình đã xong một chiếc áo kiểu tay kiểu đơn giản thôi, rất là dễ thương luôn này cả nhà. Cả nhà điệu thì kết cườm vào cái tay này nha, hoặc là thắt nơ cũng được, còn không thì để vậy cũng được. Đó, xong rồi đó cả nhà. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem và đăng ký kênh để học mai thiêu vẽ cùng nhà mai Cát Đằng. Xin chúc cả nhà được an lành hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt cả nhà.